đâu cũng được. Thì chào chào bác sĩ đây, và đây lúc có thật xe máy luôn. Tiền là cái búa. À, giống này ít mũ. Thì hôm em nó thì được 3 lạng rưỡi. Quật. Chắc một chắc. Ăn ở đâu? E hà leo hay e leo. Ở lắc có e hà leo cứ mừng nghe mấy huyện thôi có mấy cái. E súp cũng nhiều lắm. E súp thì ít bởi vì tầng đất nó nông lắm. Của mấy ông ở trên là nó chắc được khu cái được cái khu đấy. Nghe cái nốt mà. E lắm. Không bông khí hả? Bông khí này, cái này chưa bơm này. Mày Bình Phước thì anh ở Bình Phước thì rồi. Ai cầm ống rồi? Bình Phước thì em làm đại lý bên đó mà. Chân Thành ạ. Bên mình làm từ năm 2024 mà nó bắt đầu làm. Mà nó mũi mũi á. Khí, khí, khí. Em chỉ cần. Follow. Nên mẹ sợ đó. Coi là bắt đầu nó. Nó mũi quá nhiều. À rồi. Từ từ thôi. Cái này anh gạt qua là cái là 40 đúng không? Gạt qua một cái. Qua đó xong nó đó nó đó mặt lại đó không cái để nguyên đó để nguyên không có đâu không nhà qua lại cứ để về chính giữa mình không có nhớ là mình đang gặp qua chuyện nào này. Cái bộ chính giữa thì mình đâu có nhớ nãy mình gặp qua chuyện nào nó gặp qua người quen nó ra thì chuyện gì ra đây hả? Có cái đầu ấp khí cho nó khác. Nó tải luôn hết cạo màu sáng ớt. Nó nói là phương pháp green cloud. Green cloud của Malai đó. Khí, khí. Cái đầu tiên xài trước. Sau này mới cái gốc cà tét của Hà Lan là màu. Ồ anh này cặp không? À cái này là thịt chứ. Cái gắn vô. À gắn vô anh diễn.